Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này bên trái cây thơm mùa lắc có quay lại cái quy trình mà xử lý cái dây khoai lang khi chúng ta mới mua về, làm sao xuống giống là trồng nó đạt hiệu quả và sống nhanh không bị chết và bị héo. Thì với clip này bà con xem, đây là cái quy trình thứ nhất là thả giống và ngâm giống. Cái việc đầu tiên là có việc chọn giống, chúng ta nên chọn giống khỏe, kháng bệnh và chất lượng cao. Thì với clip này bà con xem đó, giống hoàn toàn là giống chuẩn F1 hết, những dây khoai lang rất là to, mập và khỏe. Thì với clip này bên trái cây thơm mùa lắc có cho nông dân hướng dẫn kỹ thuật, nhất là xử lý về sinh học 100%. Cái dung dịch đen đen này thì bà con luôn luôn tò mò là đây là cái gì, thì mình cũng nói thẳng là cái dung dịch sinh học để kích thích ra rễ dây khoai lang. Thì cái việc kích thích này nó mang lại hiệu quả rất là cao đối với bà con nông dân chúng ta. Khi mà khoai lang chúng ta trồng ngoài thì nó sẽ rất là yếu, khi chúng ta mới lấy về trồng chúng ta trồng liền luôn thì nó yếu, sẽ chậm phát triển và bộ rễ. Nhất là nó chưa thích nghi được với cái đất, ví dụ như giống lan này, lan Nhật này thì chúng ta mua giống ở Đà Lạt. Khi cái đất ở Đà Lạt khí hậu nó mát mẻ hơn ở Đắk Lắk, chúng ta mua về chúng ta xử lý đi, chúng ta kích rễ ra, ngâm vào dung dịch kích rễ sinh học. Thì sau khi chúng ta ngâm xong thì chúng ta đem ra trồng luôn. Thì với clip này nó rất là dài nên bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi, vì đây mình quay cái trình tự thứ nhất là xuống giống và ngâm xử lý giống trước khi trồng. Và ở sau clip này là mình quay về cái trình tự là trồng khoai lang và phương thức xử lý đất. Thì theo như bà con biết thì giống khoai lang Nhật bây giờ đạt giá thành rất là cao, từ 10 đến 20 nghìn một ký. Nếu chúng ta xuất ra Nhật nếu xuất trực tiếp luôn thì tầm giá từ 40 nghìn một ký. Đó, đây là toàn bộ cái mô hình mà 50 ngàn hecta chuẩn bị trồng khoai lang Nhật xen với cao su. Đó, bà con nông dân chúng ta rất là đông. Thì clip này nó mang đầy đủ hết những chất nông dân của bà con nông nghiệp ở Gia Lai, Đắk Lắk. Thì mình quay để cho bà con biết được tình trạng mà xử lý giống và cái nỗi niềm của nông dân chúng ta khi mà trồng một cái dây khoai lang hoàn toàn sinh học, nó vất vả và như thế nào. Thì bà con chúng ta lâu nay chỉ xem được những hình ảnh là chung chung thôi, không được xem thực tế. Nhưng riêng bên trái cây thơm mùa lắc luôn quay những video thực tế, hình ảnh thực tế chân thật nhất gắn liền với đời sống của nhân dân khi người ta làm việc. Thì để đáp ứng được những video mới ra và luôn luôn cập nhật những video hay, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Vì những động lực mà bà con đăng ký kênh thì sẽ làm cho mình ra những video tiếp theo, những video hay. Thì hầu như tất cả chỉ được một đoạn ngắn thôi, nhưng riêng trái cây thơm mùa lắc sẽ quay toàn bộ từ lúc xuống giống, trồng và những cái hình ảnh tưới nước chăm sóc rất là kỹ càng, để cho bà con nông dân chúng ta luôn luôn nắm rõ được toàn bộ quy trình, không thiếu sót ở những quy trình nào, về hình ảnh rất là chất lượng và đẹp. Đó, đây thì bà con nãy giờ xem đó, quy trình xuống giống này thì với xe giống này là 80.000 dây, 80.000 bó thì nông dân ta tiến hành xử lý luôn ạ, mỗi người mỗi con nọ. Thì clip này mình quay về cái cách xử lý thì bà con đã biết rồi cái việc xử lý này mang lại rất hiệu quả cao, nhưng mà hầu như bà con ta chưa ai áp dụng hết. Thì cái việc kích rễ này nó rất là hiệu quả, mình cũng nhắc lại cho bà con xem. Thì clip này mình cũng quay rất là dài nên bà con cứ theo dõi hết cái quy trình này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.